FIFA E-Challenger, giao hữu FIFA 04 giữa Việt Nam và Thái Lan. Một trận đấu lần đầu tiên xuất hiện trực tiếp vào lúc 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020 tại các kênh của EA Sports FIFA 04 Việt Nam. Team Golden Star, những ngôi sao vàng sẽ trở lại cho trận đấu giao hữu với những nhà vô địch đến từ Thái Lan. Một trận đấu không thể bỏ qua, đón xem FIFA Challenger giao hữu FIFA 04 giữa Việt Nam và Thái Lan trực tiếp lúc 17 giờ ngày 16 tháng 8 năm 2020 tại kênh của EA Sports FIFA 04 Việt Nam.